Quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyển động 360, nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Hai mẹ con du khách Hà Nội bị đuối nước ở bãi biển Thiên Cầm. Khi đang tắm biển Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hai mẹ con không may bị đuối nước. Hiện đã tìm thấy thi thể của người mẹ, còn con mất tích. Rạng sáng nay, mùng 4 tháng 7, bốn người trong gia đình di chuyển từ Hà Nội đến biển Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để nghỉ dưỡng. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, cả bốn người cùng xuống biển để tắm. Tuy nhiên, trong quá trình tắm biển, hai nạn nhân gồm người mẹ 50 tuổi và con 13 tuổi bị nước cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã chạy xuống ứng cứu, tuy nhiên, chỉ tìm thấy thi thể người mẹ, còn con bị sóng cuốn trôi mất tích. Trong sáng nay biển lặng, không có sóng, mẹ con cùng tắm gần bờ nhưng không hiểu sao lại xảy ra sự việc đáng tiếc này. Hiện thi thể người mẹ đã được tìm thấy, còn con vẫn đang mất tích. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm tung tích cháu bé. Đại diện ban quản lý khu du lịch biển Thiên Cầm chia sẻ, hiện lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục tìm kiếm cháu bé mất tích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.